Cái anh kia anh ấy à, giấy đọc comment anh ấy chưa, anh bảo anh ấy đi làm mà 15 năm, có kinh nghiệm 15 năm quản lý hàng hải và đi làm trên 80 nước trên thế giới. Mạnh, 80 nước trên thế giới, vãi trưởng chưa các bác. Những cái thằng đàn ông ấy mà đi được 80 nước trên thế giới thì hẳn thằng đàn ông ấy không tầm thường. Từ vị trí công việc là không tầm thường. Nếu có chăng là một công việc bình thường, em nói chữ bình thường nhé, đừng có bị bóp méo cái ngôn ngữ của em nhé. Có thể mình đi làm phục vụ trên tàu Viễn Dương, phục vụ trên tàu du lịch lênh đênh trên biển khơi, nó cũng là làm việc liên quan đến hàng hải. Những người mà người ta đã phải sống một cái cuộc đời lênh đênh trên biển để kiếm ăn, du thủ du thực, gửi tiền về nuôi vợ con và gia đình bố mẹ, thì người đàn ông đấy hẳn là không rảnh như cái thằng đó. Nó bảo em là nói tiếng Việt, à nói tiếng Anh như cái đầu bòi. Em đã biết đầu bòi là đầu gì, đầu bòi là cái đầu gì. Các anh các chị ở trên các vùng miền lãnh thổ Việt Nam, đầu bòi là cái đầu gì, đầu bòi. Em không biết con bòi là con gì. Em hỏi các anh chị trả lời giùm em cái. Thì em cũng xin trả lời anh như này này. Em sinh ra là người Việt Nam mà em không nói được tiếng Việt thì anh mới chửi em được. Em sinh ra người Việt 38 tuổi, em mới sang Mỹ thì em nói được dăm ba chữ thì chả động viên em thì thôi, lại chê em. Làm gì có ai trên đời này mà lại là sinh ra nói được ngoại ngữ mấy chị, thần đồng. Cái thứ hai là anh nhìn mặt anh thì cũng nhầu cỡ 45 tuổi thôi, em cứ cho anh 45 tuổi chứ nhìn mặt anh như thằng 65 ấy. Thì thử hỏi là cái tiếng Anh của anh khi học ở cái đất nước mình của 40 năm về trước thì anh sẽ phát âm tiếng Anh thế nào ạ? English. Ví dụ em đọc là, ngày xưa em đọc tiếng Anh đọc là people. People là mọi người đấy. Nó đọc sai đúng không chị? Bây giờ people, cái gì đọc? Em đọc hơi hơi kỳ nhé. People. People. Thì em cũng xin gửi đôi lời đến mấy anh mấy chị mà hay vào chê em nói tiếng tiếng Anh ấy. Thì em chỉ bảo này này, em không chảnh chọe. Em chỉ nói là công việc nào, ngành nghề nào trên cuộc đời này chúng ta đều quy ra là kiếm tiền. Các anh chị học cho lắm, học cho giỏi, học cho thật giỏi tiếng Anh thì các anh chị sẽ làm những cái cán bộ cao cấp trong các tập đoàn nước ngoài, hoặc là công việc chung chung là phiên dịch viên hoặc thông dịch viên. Công việc bình thường hơn là hướng dẫn viên du lịch, ok chưa? Vẫn là kiếm tiền. Quan trọng trên đời này này, người ta không giấu dốt là được rồi. Em dốt tiếng Anh em giỏi chửi. Nào bây giờ em không nói được tiếng Anh đây, ok em chấp này. Thế thì chửi nhau nào. Nào ai chửi nhau với em này. Em chửi số ai là không ai số 1 rồi. Mỗi người ông trời ông cho một cái tài cái lộc anh chị. Em chửi ra tiền ra bạc, người ta gọi là chửi ra bạc khạc ra tiền đấy. Ừ. Em sống 38 tuổi đầu này, em cũng gọi là nhờ cái mỏ chửi của em, hỗn hào thế này em cũng được là kiếm ra đồng bạc đồng lương. Mỗi người cứ lộc như mấy chị. Nên là mình đừng có khinh chê người ta là không nói được tiếng Anh. Mà nói thật là mấy cái đứa chê em không nói được tiếng Anh thì hỏi thử, thật thử chúng mày luôn. Chúng mày comment chê tao nói tiếng Anh tao, tao xin là luôn. Mày quay mẹ cái clip thử, mày bịt mẹ cái mặt mày lại này. Mày che mẹ cái mặt bằng nghe này. Mày che em đọc một câu cái mỏ như này này. Tao là đích à, A, B, C, D, E, F này. Tao đọc cho mày nghe câu tiếng Anh, mày đọc hộ tao ạ. À. Mày comment 15 giây tao cái. Tao tán lộc mày luôn này. Những người mà người ta học hành tử tế và nói được tiếng Anh tử tế và chuẩn, người ta sẽ bảo này, Trang ơi, động từ to be sẽ là thêm như thế này. Em không thể nói là ai tu này, ai tu kia. Có nhiều người comment với em à, Trang ơi, cái này phải ghi là I want, I go to. Go to sẽ đi kèm gì? Có người ta là người có học về tiếng Anh, từ ngữ pháp, từ cách viết. Người ta sẽ có cái ngữ pháp và cái cách chấm phẩy hành văn của người ta rất là chuẩn, nhìn là biết rồi. Những người người ta biết và người ta có một cái gọi là tinh thần là chia sẻ để cho em, những người chưa biết tiếng Anh như em học, thì người ta sẽ chia sẻ là mình phải nể trọng các chị. Còn việc mình là người Việt mình không nói được tiếng Anh là rất bình thường, cũng giống như người Mỹ nó đéo thể nào nói được tiếng Việt. Trong các thể loại ngôn ngữ thì tiếng Việt là một cái thứ tiếng mà có học vãi cả đái ra. Nguyễn sung sướng sunshine, đại loại là tiếng Việt của mình khó đọc lắm. Em thấy người ta bảo vậy,
chứ còn em đọc dễ quá, em bẻ ra em nói tiếng Việt còn mầm mầm rồi các chị. Chê cũng được các chị, nhưng mà em chỉ khẳng định lại này, với cái việc em public những cái clip về việc em nói tiếng Anh, thứ nhất là em mong muốn mọi người chỉnh cho em làm sao em phát âm thế nào, cái thứ hai là mọi người comment cho em những cái link mà học tiếng Anh trên YouTube để cho em vào em nghe. Thì đối với em nghĩ là này, em thì em nghĩ rằng phải nghe nhiều. Ví dụ mình nghe một người Mỹ mà da đen, người ta phát âm tiếng Anh. Một người Mỹ da đen mà được sinh tại Mỹ nói tiếng Anh. Một người Mỹ mà da đen, người ta lại sinh ra và lớn lên từ bé tại Mỹ. Có những người Mỹ mà da đen thì người ta nói tiếng Mỹ rất là kinh khủng khiếp. Nhưng còn có những người Mỹ người ta không phải là người Mỹ, gọi là sinh ra là bố mẹ Mỹ, mà người ví dụ người ta là di cư đến chẳng hạn, hoặc người ta ép mấy ấy. Đó thì là người ta cũng phát âm khác nhau, rồi người Mỹ trắng phát âm khác, rồi người Mỹ 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 gọi là Mỹ, nói chung là đại loại là rất nhiều kiểu phát âm. Mình muốn nghe để mình cảm nhận. Ví dụ mình nhỡ mình gặp một người da đen, người ta nói tiếng Mỹ mà người ta nói chuẩn quá, ba mẹ không không hiểu. Một người da đen người ta có những cái từ vựng người ta nói không chuẩn quá, mình cũng không hiểu, thì mình phải được nghe được nhiều nguồn. Cho nên là em nói chị này, quan trọng nhất là mình không sợ sợ giấu dốt. Mình không biết, mình bảo mình không biết. Và người nước ngoài người ta rất lịch sự. Bạn có thể không nói được chữ nào luôn, bạn dặn ra cục vài từ, mà vài từ đấy cũng không thể đúng một dấu chấm, một chữ S gì, người ta cũng không bao giờ cười các bạn. Mình phải có chí tiến thủ đó chị. Thực tế là mình tải cái phần mềm dịch cho mình nói tiếng Việt, mình dơ thành tiếng Anh cho người ta đọc cũng được, nhưng mà người ta cũng không chê cười gì đâu mình đâu. Nhưng mình muốn là gì, mình là học để mình nghe rồi mình thẩm thấu, rồi mình có thể nói được mỗi ngày một từ, mỗi ngày một chữ đấy các chị, đã là mừng lắm rồi. Nên là mấy anh chị ạ, ở đây này chỉ sợ ấy là lười học, chỉ sợ là không dám nói cho người khác biết là mình dốt từ đâu thôi. Vì như em này, em không biết về quản lý tài chính, em không biết về quản lý tiền, thì em sẽ tìm một người biết về quản lý tiền giúp đỡ em. Cái chị hiểu không? Đi ngủ cho khỏe đi em, hơi đâu mà nói cho nó mệt. Dạ chị Lê Phạm Lâm Pham, chị ngủ đi chị. Chị ngủ hộ em cái, em không cần chị xem chị. Em đang định học tiếng Anh chị. Chị ơi em định học tiếng Anh chị ơi. Chị cho em tí giao lưu với mọi người cái chứ. Em có cần chị xem đâu chị, em không cần chị xem chị. Chị buồn ngủ chị đi ngủ đi. Chồng gọi rồi đi vào ngủ hộ em cái nhé. Chồng gọi rồi đi vào ngủ hộ em cái, trước khi ngủ thì dưỡng da nha chị nhá. Đấy, để em dưỡng cái da cái rồi em đọc tiếng Anh cho mấy chị chỉnh của em cái. Trong lúc chờ đợi em dưỡng cái bông bông, em dưỡng cái dưỡng da cái chị, đây là vết thâm nhé. Đấy, rửa mặt xong rồi. Mặt da mặt rất sáng nhá, mỗi tội nhiều vết thâm đấy. Cậy cho cố vô. Chị nhá, các chị nào không xem được các chị đi ngủ hộ em cái ha. Ừ. Còn các chị à, các chị nào biết tiếng Anh cho chị lắng nghe, chờ em bôi cái dưỡng cái. Không phải là vì rửa mặt xong, vừa tắm rửa xong nước nóng, quên, ngồi nói chục phút đồng hồ. Nước nóng ở bên này, nước nóng có chị hiểu không? Đó, toner xong này. Cái toner là rất quan trọng để cân bằng độ pH, xe khít lỗ chân lông. Em chỉ dùng một chai thì thôi này. Đó, Dr. Peptide. Đó, bôi lên mặt. Đó, bôi sủi bọt, chờ sủi xong nhé là các chị massage chai Dr. Peptide này. Công năng của nó này, căng bóng, thu nhỏ lỗ chân lông, mờ thâm, chống sạm da. Đấy, giúp da căng bóng cực kỳ đẹp. Khi nó sủi lên này này, chờ nó sủi xong, chờ nó sủi xong nhé các chị. Đó, chờ nó sủi xong thì các chị mới massage nó. Đó, ok chưa? Chờ sủi xong nó thấm luôn nó ra ấy, chứ không phải sủi xong là xong đâu. Đó, Dr. Peptide. Đó, chờ mấy chị nhớ chờ đi. Chai này là 105 ml, giá 1250, hôm nay giảm còn 1050. Rồi các chị chờ em chuẩn bị lên tiếng Anh đọc cho mấy chị xem, mấy chị chỉnh của em thôi nhá. Đó, ok chưa? Cái này dùng được cả ngày lẫn đêm. Sáng ngày ra các chị rửa mặt xong, các chị cũng toner xong bôi một lớp này, xong ngồi trong nhà làm việc, ngồi trong máy lạnh làm việc đẹp tuyệt vời một giờ. Trừ những chị đi xe máy vù vù ngoài đường thì không dùng được nha, nó bởi vì nó hơi dính dính một chút. Mình ngồi trong nhà là ok. Những chị nào vùng khô hanh lạnh, cái này dùng cho mọi loại da nha, sáng một lần tối một lần. Đó, thấy cái da bên này không đẹp không? Đó,
Đó, nó sủi hết này. Nó sủi hết xoa, ok chưa? Đó. Các chị xoa vào phần này này. Đó, phần da. Những cái phần da mà càng thâm các chị càng massage nhiều, càng tốt. Rồi, các chị chờ em 1 giây. Em xoa kem rồi, các chị báo dùm em đọc tiếng Anh ok chưa nha? Tại vì thời tiết bên này nó lạnh lắm, vừa lạnh vừa khô. Đó, vừa lạnh vừa khô. Đó. Rồi bây giờ em đọc tiếng Anh cho mấy chị nha. Em là không ngại xấu hổ về cái chuyện mà người ta chửi mình là ngu tiếng Anh nha. Không ngại. Ok chưa? Đó, các chị ở nhà các chị bôi một lớp như thế này là đã ok rồi. Bôi một lớp như này ok rồi. Xong luôn rồi. Sáng ngày ra bôi như thế này. Tối trước khi đi ngủ bôi như thế này. Xong ngồi, mình bôi xong mình ngồi xem tivi. Cỡ 20, 30 phút là thấm hết ra rồi đi ngủ. Đó thấy không? Mọi người trừ những vết thâm đi. Trừ những vết thâm đi thì da mặt sức ok. Đó. Rồi bây giờ em đọc tiếng Anh nha. Em đọc tiếng Anh cho chị chỉnh giùm em những chị đã biết tiếng Anh này. Chai này 1050 này. Chai lớn 105 ml là 1050, chai nhỏ 50 ml là 680.000. Còn toner 620.000 giảm còn 570.000. Đó. Rồi bây giờ đến giờ em lên cái mỏ. Rồi em đọc nha. Chị nào biết tiếng Anh bảo em cái. Giữ cái mỏ này. Bên này kinh lắm, không có giữ môi giữ mỏ chết luôn. Đó. Còn ai mà muốn da trắng hơn, bản thân cái Dr. Peptide này này là làm đầy những nếp nhăn trên mặt, làm phẳng da như kiểu một dạng kem để làm căng phẳng cái da ra. Đó. Còn em thì em phải thêm một lớp serum tóc vì vết thâm. Đấy. Vì vết thâm muốn chục ngày nữa nó mờ mờ xí em bôi miếng vết serum tóc cho nó mờ vết thâm. Rồi. Kem trắng da serum tóc là 750.000. Rồi bây giờ chuẩn bị đọc này. Các chị ơi các chị đừng 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 đừng, đừng mong chờ em có thể đọc still đó. Không đọc được. Bây giờ em sẽ đọc em sẽ đọc rồi các chị dịch rồi em cái chữ đấy là gì? Em có nghĩa hôm em học được 16 chữ. Em nói chung là cô giáo đi học ấy thì có 16 chữ em có ghi vào quyển 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 vở. Nhưng mà để em mà là em không dùng cái Google Translate gì đâu. Google dịch em không dùng nhé. Mạnh dạn nói với mình tiến bộ, nếu mình sai người ta sẽ chỉ cho mình mấy người giấu dốt mới không dám nói. Vâng em đúng rồi chị Milo. Em sợ mẹ cái gì? Em dốt thì em chịu đúng không chị? Em dốt nhưng em chịu học là được rồi. Rồi bây giờ các chợ chị chờ em đây rồi. Đến đây chờ em nhá. Vào với em đi mấy chị ơi. Dạ. Mấy chị biết tiếng Anh vào đây dùm em gái nào. Chỉnh dùm em. Em đọc mấy chữ như thế này. Em đọc các chị hiểu không nhá. Các chị hiểu các chị comment dùm em đọc rồi em đọc cái nghĩa. Rồi các chị ạ. Dạ được chị Bích Lâm, chị lấy bộ dưỡng da chị chụp hình cho em. Toner, serum và kem dưỡng chị chụp như này dùm em, chị cứ chụp này này. Chị chụp dùm em cái xong rồi là chị nhắn tin vào fanpage hoặc Zalo trên cái bảng. Em đọc tiếng Anh tí. Cái bộ này dùng được cho mọi loại da các chị yên tâm. Đây là đừng nhìn vào vết thâm của em. Đừng cậy nhá, có mụn đừng cậy. Em mà trùng cậy rồi em đọc tiếng Anh ạ. Hôm nay em là buổi thứ em học được ba hai buổi thì bão tuyết xong đi học được 2 buổi là 4 buổi, hôm nay mới là buổi học thứ tư nha. Em đọc cho các chị xem. Tuesday 30 January là thứ ba ngày 30 tháng 1 January. Rồi em đọc này, em đọc cái chữ này nhá. Em phát âm xin đúng này. Exercise. Exercise. Nó là quá lớn. Nó là quá lớn, nghĩa là quá lớn. Nó giống giống nghĩa của từ too too much. Too much. Too much. Too much. Exercise, exercise, exercise. Đấy là từ học một từ là popular,
là dân chúng. Các bà cười cái gì? Éo gì cười nữa. Popular, popular, dân chúng. Performer, performer là người biểu diễn. Mẹ cái chữ khó lắm này. Galvanize, 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 người sáng tạo, người sáng lập gì đúng không nhỉ? Đọc hơi ghê đúng không? Another problem, problem, another problem, problem, another, 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 another problem, vấn đề khác, những vấn đề khác này. Reason, reason nó sẽ giống nghĩa với propose, propose là mục đích lý do này đúng không nhỉ? Persuader, persuader, persuader đọc thế chắc là các bác đéo hiểu gì đâu. Thuyết phục. Đây. Hôm nay có một cái bài cô giáo ra là hãy nói về những cái gì có thể liên quan đến, em kể chị nghe cái này ghê này, cái này ghê này, cái này ghê này. Hôm nay trong cái quyển sách đấy nó có một cái này rất ghê mà em. Cái từ nó là baby shower. Baby shower. Baby là trẻ con, shower là tắm. Baby shower là tắm trẻ con. Nhưng mà không phải. Cô giáo nói là baby shower là một cái tiệc gì đó để mọi người gặp nhau trước ngày em bé sinh ra đời. Đại loại là em nghe loáng thoáng cô nói dài lắm. Nhưng mà em thấy cái bức hình ghi là baby shower thì em thấy một người phụ nữ để cái tay lên bụng. Hoa quà bánh, hoa quà, hoa quà rồi là những cái đồ hoa quà người ta gửi tặng hay sao ấy. Thì là cái bức hình ghi là baby shower thì em nghĩ là đứa trẻ tắm. Tắm đứa trẻ tắm. Nhưng mà đến khi không phải thì khi mà cô giáo nói cái gì dài 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 dài, dài nói toàn tiếng Anh không thì em hiểu là à nôm na là mày kể những cái vấn đề, những cái gì là tặng trẻ em thì em có đọc chữ bỉm. Ôi rồi ôi bỉm. Nhưng mà bỉm không phải, nó sẽ là bím, bím. À không phải tiệc đầy tháng bà, tiệc đầy tháng thì cái bụng nó đã xẹp rồi. Bụng một người phụ nữ đang để tay lên bụng như này mà. Đại loại là bên Tây người ta có cái buổi tiệc là tặng quà em bé trước khi đẻ đó. Bà nội, bầy đầy tháng của mình là thôi nơi. Em đọc là stroller, stroller. Các bà biết là gì không? Tôi đọc các bà hiểu không? Stroller, stroller, stroller. Cái xe đẩy em bé. Em đọc đúng không? Diaper, diaper, tã lót. À. Em đọc chữ bỉm, 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 bỉm. Không ai hiểu. Bỉm không ai hiểu. Người ta viết cái chữ là B O T T L E S. Butter. Bottler, bottler, diaper, 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 đúng rồi như Quỳnh Nguyễn, diaper, đọc có diaper không? Diaper, diaper, diaper. Le diaper, le diaper là tã, thêm chữ l, ok, thêm chữ l, ok. Ok. Rồi.
Hôm nay ví dụ như đọc là mà cô giáo nói rằng là mà hãy nói những cái dự định của mình vào cuối tuần này. Em nói là I plan run ride mà ride bicycle with my daughter and my husband. Đó. Thì là cô giáo bảo là không phải là ride bicycle. Ride RIDE là RIDE. Em đọc không được. Tiếng Anh là RIDE. Cô giáo bảo là đọc là read bys. Bài có chữ S gì? Bài là B E K, chữ K là gì? K E S. Đó. Em đại loại là em nói thế nhưng mà cô giáo vẫn hiểu. Cô giáo vẫn hiểu là em nói là em sẽ đạp với con kiến và chồng em. Cô giáo vẫn hiểu đấy mấy bài. Ghê không? Đó. Rồi em bảo là I sleep and watch TV my house. Em bảo là em sẽ ngủ và em sẽ xem phim, xem TV ở ngôi nhà của em, my house. Đọc đúng không? Chào chào bầy bao. Đọc đúng không ạ? My house. Đọc đúng chưa mấy chị? Đó, kinh không, kinh không? Cô giáo người ta nghe nhiều loại người nước khác nên người ta hiểu hết đó. À thế à? Đó. Rồi em nói là em nói là I am cooking cooking my home because I want healthy food. Nói đúng không? I want healthy food. Ý là em bảo là em sẽ nấu ăn ở nhà rồi em muốn giảm cân nè, muốn ăn đồ giảm cân nè mấy chị. Em nói đúng được, mọi người có hiểu không? Nếu như mọi người không phải cô giáo mọi người hiểu không? I am cooking my home because I want eat healthy food. Đọc hiểu không mấy bà? Hỏi thật mấy bà, các bà có hiểu không? Thôi chết rồi, chán các bà quá. Các bà chẳng trả lời thôi. Các bà chả hiểu rồi thôi. Chán lắm rồi. À phải cooking thêm chữ in. In my home. In my home. Ok. Ok. Trang học xong đi uống thuốc nhức đầu luôn. Em lạy chị. Chắc mẹ em giờ em thôi thì em đéo muốn buôn bán gì nữa rồi. Chẳng lắm rồi học hành này. I love to cook for my family because we like to eat healthy. Oh my god. Thank you chị Nguyễn Hát Phương Anh. I love to cook for my family because we like to eat healthy. Là tôi yêu nấu ăn cho gia đình mình bởi vì chúng tôi ăn đồ healthy là đồ giảm cân. Em dịch thì đúng chưa mấy chị? Hoặc là ghi là I am cooking at home. Mẹ cái thằng bảy bóng kia. At home. À đúng rồi, at home thì đúng rồi. Còn in my home là trong nhà của tôi. Ok, sorry, sorry. Nhầm, nhầm, nhầm. Chửi quá. Sorry, sorry. Sorry mọi người xem nhé. Học dốt quá hay cáu. Mày học dốt quá hay cáu các bạn. Chắc phải uống lâu, ginkgo bổ não rồi. Đau đầu quá. Sáng cứ đọc tiếng Anh đâu. Tôi thích nấu ăn gia đình của mình vì chúng tôi thích ăn uống healthy. Ok. Em cũng dịch được cái chị. Mẹ. Đây.
Một là sẽ phải xé hộp này, hai là phải uống ginkgo bổ não. Bây giờ với quá trình học hành này, em sẽ phải bỏ đầu tư một hộp ginkgo bổ não và một Focus Factory. Bởi vì ginkgo bổ não làm cho mình khí huyết lưu thông, tuần hoàn máu não, giúp cho những người mà mất ngủ hay bị đau đầu, đau đau lại này này, đau hai bên này này. Đó là uống cái này. Một ngày ít nhất là 2 viên. Nó là thảo dược nha. Cái này thảo dược là 120 mg hàm lượng của Ginkgo biloba. Cái này là đỉnh của chóp nha mấy bà, đỉnh của chóp. Còn Focus Factory đây là viên uống tập trung cho những người làm việc căng thẳng. Thì em nghĩ rằng việc em học tiếng Anh chưa có gì là căng thẳng lắm. Hộp này nó khá đắt nên là em, mà nó là ít viên bà mẹ em. 180 viên mà nó tận 825.000, hộp này rất mắc. Em chưa nghĩ rằng em phải cần đến hộp này. Những hộp này thì những người người ta làm việc kế toán hay là kiểm toán các thứ đó, người ta mới uống cái này. Còn mình là cái loại học dăm ba chữ tiếng Anh từ từ, mình phải uống ginkgo bổ não đấy. Còn người nào mà có chồng có vợ hoặc những người nào làm công việc cực kỳ căng thẳng là nên uống cặp này cho não bộ này. Ginkgo biloba tuần hoàn máu não, giúp máu não, khí huyết não lưu thông một cách trơn tru. Những người mà cái tỷ lệ làm việc mà bị máu huyết nó không lưu thông ấy, tỷ lệ người ta mà rất dễ bị gọi là đột quỵ ấy, làm máu nó bị tắc nghẽn, máu không đưa lên não ok. Còn cái Focus Factory này là giúp cho cái người làm việc căng thẳng, vừa người ta sẽ tập trung được công việc cao độ hơn. Thì cái này có của trẻ con, cái này có của trẻ con mà không biết trẻ con còn hàng. Có thuốc uống ngu được không em? Chị đang chửi em ngu à? Chị Hương Lê, chị đang chửi em ngu à? Em ngu tiếng Anh thôi chị, em không ngu những chuyện khác đâu. Chị làm sao ấy? Em đang cầu tiến, chị làm em tụt mút dễ sợ hơn bực cá mình chị. À ngu rồi ơi, ngu rồi ơi, đọc thế nào thì ngu. Ngu rồi. Bà khi không có dấu bà ơi, bà bị mất ngủ phải không? Trời ơi bà ơi, dạo này người ta sinh viên rồi, student rồi. I am student, I am student. Nhà thơ là gì? I'm always with my mother in lab. Go to nhà thờ. Học là cái gì ta? Học, chữ học là gì ta? Live, learn, live. Học là gì nhỉ? Em muốn nói là em với mẹ chồng em hàng ngày thường xuyên đi đến nhà thờ để học tiếng Anh là gì? Ai viết em một câu coi? Em hàng ngày, every day, I'm go to nhà thờ là gì với mẹ em? Mấy cái con mụ này. Tôi chán với bà thật sự luôn, rức não với bà luôn. Bà bị mất ngủ một cái này giống tôi không mất ngủ. Tôi không bị mất ngủ nhưng mà vì tôi muốn ngủ đúng giờ. Ít nhất là 2 viên hoặc 3 viên. Hàm lượng của nó là 5 mg. Viên thực phẩm chức năng giúp cho chúng ta ngủ sâu hơn. Những người mất ngủ người ta dùng cái này một ngày 2 đến 3 viên. Tôi đang nói thì cứ điên thuốc ở trên lưỡi à. Còn các bạn hợp ấy, các bạn để dưới lưỡi này. Thấy chưa? Ta đi để dưới lưỡi ấy, nó sẽ ngậm thẩm thấu vào nhanh hơn. Nó sẽ giúp cho cái người bị mất ngủ, ngủ không sâu giấc, bị trằn trọc, người ta sẽ ngủ một cách tốt hơn. Giấc ngủ sâu từ 4 đến 5 tiếng là liền tù tì. Đó. Một hộp này 250 viên, 565.000. Em dùng hộp này bây giờ là 6 năm rồi. Em không bị mất ngủ mà em gắng gật để em ngủ sớm hơn. Vì cái nết của em này, sống tại Mỹ vẫn ngủ giờ Việt Nam. Sống ở Việt Nam thì ngủ giờ Mỹ. Ở Việt Nam thì chờ chồng đi làm về, tắm rửa, ông ấy tắm khoảng 45-50 phút, nói chuyện luyên thuyên.
thì em toàn ngủ 2-3 giờ sáng ở Việt Nam. Thì sang Mỹ em phải thức qua 2 giờ sáng. Bởi vì đơn hàng nhà em đóng đi sau 2 giờ chiều. Giờ Mỹ ở tiểu bang em và tiểu bang Việt Nam là bằng nhau, nhưng ngược là ngày và đêm. Cho nên em dùng cái này để ví dụ ngày mai em phải dậy 6 giờ đưa con Kiến đi học, thì em phải ngậm 2 viên để em ngủ sớm, hoặc em ngủ để em ngủ sâu. Cái này không phải là thuốc, thực phẩm chức năng giúp ngủ sâu, và em dùng hộp này là hộp thứ 3. 6 năm mới dùng có 3 hộp, chia cho bạn bè mỗi người vài chục viên. Tại vì làm sao, có những người người ta bị ngủ trằn trọc, ngủ không sâu giấc sẽ rất là mệt. Các chị có thể nằm 8 tiếng không ngủ là em 3 tiếng đâu. Nằm 8 tiếng mà em ngủ chỉ có 3 tiếng sâu giấc tình nồng, em dậy làm việc như một con trâu. Em đọc lại này. Thank you chị Thảo Trần Đào. My mother in love and I am study. Không, chị Am. My mother in love and I student. Study à? Đọc là study à chị? Student là sinh viên. Study. Oh. My mother in love and I study English every day at chắc 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 nghe thử chắc đọc đúng không? Chắc chắc chắc. My mother in love and I study English every day at chắc. Đọc đúng chưa mấy bạn? Đọc ngay luyến lái ghê chưa? My mother in love and I study study. Em thấy chữ S T U D I. My mother in love and I study English every day. At chắc. Đọc đúng quá trời. Nói chung là em hơi kém nha mấy chị. Chị Thương Lê, chị mua cái này chị nhịn nhắn tin inbox em nha. Cái hộp này màu tím. Không biết cái hộp này đợt này nó thay đổi cái mỡ má như nào. Thay đổi cái vỏ, lâu lâu nó thay đổi nha. Nhưng mà nó sẽ là methatolin. Methatolin nha, thành phần methatolin đó. 5BG. Hộp này 250 viên nha. À, 250 sẽ đọc là đọc thế nào nhỉ? 250 đọc tiếng Anh là gì? 215. Đúng chưa mấy bạn? Ồ má đúng chưa? 250 em đọc là 215. Đúng không mấy bạn? Ồ má, không cần các bà dạy luôn. Đọc tiền là đúng lắm, đọc tiền là đúng lắm. 1.000 đô la Mỹ là 100,000. Trăm đô là, ôi trời ơi, 215 trần rơi thả tim cho em. Oh my god. Em chuẩn bị xin đi làm tiệm nail được rồi. Em nói chị nghe này. Em có bà chị, bà bảo em là mày muốn nói được tiếng Anh ấy, mày ra mày làm lễ tân cho tao đi Trang. Mày cao cao đẹp đẹp, mày ra mày mặc áo dài, mày đứng mày làm lễ tân ở cái tiệm nail của tao đi. Rồi mày hỏi khách người ta uống gì, ăn gì, mày uống được rượu nữa. Ví dụ như khách người ta cần ngồi uống rượu vang để ngồi làm nail, những cái bộ nail nó đặc biệt ấy. Mẹ gắn được hàng 7.000 viên hột xoàn lên tay ấy, nó hơi lâu. Mà khách nhà chị cũng có một số người ta thích uống rượu, mấy chị thích uống rượu ấy. Mày ra mới uống rượu, mày vừa được uống rượu, mày vừa được nói tiếng Anh, mà mày vừa có lương. Vâng chị Hương Lê, chị nhắn tin đi, tí nữa nhân viên em trả lời chị. Bà bảo em là mày ra tiệm tao làm thì tao trả cho mày ít tiền, lấy tiền xăng xe mà mày được học ấy. Không, em phải xin việc chị để em phỏng vấn tiếng Anh. Bảo thôi mày trình độ tiếng Anh mày tao biết rồi, ghê lắm chàng. Nhưng mà tao sẵn sàng cho mày một cái cơ hội công việc để mày được nói chuyện với người Mỹ, chứ mày đi học ở nhà thờ cỡ nào mà mày không được nói, mày cũng không nói được tiếng Anh nhiều đâu. Các chị thấy ý kiến này có đúng không? 50 là 50, còn 15 là 15. Ok Nguyễn Ngọc nhất, chị đọc lại này. 50 là 50. 2050 đô la 250 viên. Chết mẹ đấy, mẹ trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chữ đô la. Trời ơi má ơi, 250 viên là 250 tablet. Tablet chứ không phải đô la. Trời ơi. Cái này là 565.000, không phải 565 đô la nha mấy chị, không phải 250 đô la nhé. 250 tablet.
250 viên. U là trời mấy bà ơi. Các chị thấy thế nào? Tinh thần một student này có ok không? Các bà hình như các bà không đồng tình cho tôi đi ra tiệm nail làm lễ tân học tiếng Anh. Các bà sợ tôi ra đánh khách cái sao ấy. Mẹ mấy cái bà này, con người ích kỷ lắm, các bà ích kỷ lắm. Các bà ích kỷ lắm, không cho tôi một cái cơ hội cầu tiến. Các bà yên tâm, tôi không nói được tiếng Anh, tôi cứ lao vào tôi. Sorry, I'm so sorry. Are you okay? You think I'm crazy? Oh my God. Sorry, I'm so sorry. Giờ học vỡ lòng thì phải phát âm rõ từng chữ đã, phải đọc đúng từ bảng chữ cái thì sẽ nói tốt. Ôi giời, thôi qua tăng ơi em ơi, thôi. Em ơi, chị không có nhu cầu làm thông dịch viên em ơi. Vừa vừa phai phải thôi, 40 tuổi đầu em còn bảo đọc đúng chữ, từng chữ phát âm từng chữ rõ ràng thì chị nghĩ rằng xuống lỗ chị còn chưa giao tiếp được. Thôi qua tăng ơi, chị lại em. Cái điều đấy chị sẽ nói với con kiến, hoặc hôm nào chị livestream có kiến em bảo là kiến ơi, con phải học tốt từng chữ cái một, phát âm chuẩn từng chữ cái một thì con sẽ nói rất tốt và chắc cú sau này. Còn với chị, một con người chị đủ để bảo những cái người giao lưu với chị rằng là tôi đang đói. I am hungry. I want order. One noodle beef. Đó, đại loại là tôi gọi một cái bát bún bò, phở bò để cho tôi ăn đi. Tôi đói bỏ mẹ rồi. Lại con bảo chị rồi, ôi em ơi, chị là em, chị không có nhu cầu trở thành thông dịch viên hay hướng dẫn viên du lịch hay là một người làm cán bộ cấp cao. Chị là em, thua tăng rồi rồi ơi, chị xin em. Phát tâm cho chị, a di đà Phật. Làm nail bên này này, làm nail hay làm bất kỳ công việc gì, bất kỳ ở đâu cũng có người này người kia nha. Nhưng mà các bọn Artifan ấy, chúng nó là một cái loại ấy, là chuyên gia là cắt câu này ghép vào câu kia để vu khống cho mình. Nó chúng nó chửi em là gì? Ngày xưa mày chửi mấy con làm nail, giờ mày sang đây mày cũng làm nail. Dạ con lại mấy má con không biết làm nail ạ. Con mà đi làm nail cho con bẻ gãy tay khách mất. Cái nết của con là không có làm cái việc gì mà liên quan đến gần con người cả. Gần con người thì chưa được 3721 ngày là vào tù vì tội đánh người rồi. Mà em chửi cái con kia cách đây 4-5 năm về chuyện tiền từ thiện mà dính đến chuyện làm neo là nó phải có đầu có cuối. Em kể cho mấy chị nghe cái câu chuyện như thế này thì có nên chửi nó hay không? Má đó gửi về 200 đô, 200 đô hay 100 đô gì đó thì không nhớ rõ, chỉ tầm 200-300 đô đổ lại thôi. Má đó gửi ở bên Mỹ là ngày thứ 6, thì bên Việt Nam nó đã là ngày thứ 7. Thì hiện tại hôm nay bên này đang là thứ ba. Thứ ba. Đúng rồi. Hôm nay thứ ba thì bên Mỹ sẽ là thứ, bên Mỹ là thứ ba thì Việt Nam là thứ tư. Thì má đó gửi tiền vào thứ sáu. Và thứ bảy mới là bên Việt Nam. Thì thứ bảy cái bọn công ty giao tiền, một là nó đi, hai là nó không đi. Đúng chưa các chị? Mà người nhận tiền đứng tên con Trần Thị Nhung là con em gái em. Má đó gửi tiền để cái nick Facebook má đó là Jennifer hay là một cái tên Mỹ của má đó, có thể má đó có quốc tịch rồi, má đã đổi tên thành tên Mỹ hay sao đó. Nhưng mà không hiểu sao cái tiền má gửi về nó lại là tên Việt Nam, nhưng mà đối chiếu cái tham số của cái dòng gửi tiền ấy, nó là khớp. Tuy nhiên má đó gửi tiền về để chế độ người nhận tiền trả phí chuyển tiền, cho nên cái tiền của má nó không tròn như tiền má ghi trong tin nhắn gửi cho tôi. Đại loại là chênh đâu mấy đồng hay 10 đồng hay như nào thì không biết, không thể nhớ được. Nhưng cái hành xử của má đó bị em chửi, em chửi rất nặng, vì má đó là một cái loại sống trên đất Mỹ mà không học được cái thói lịch sự của người Mỹ. Má là người ở đất Mỹ là má phải biết ở Mỹ nó chậm hơn Việt Nam một ngày. Và ở Mỹ nó ngược giờ với Việt Nam. Má là ban ngày, người ta là ban đêm. Và má gửi tiền về làm từ thiện là má đang nhờ người ta cầm tiền của má đi làm từ thiện dùm. Ha.
Tiền đô ngày đấy là 2150 hoặc 2250. Em luôn luôn tiền đô gửi, người gửi về là em sẽ đổi tròn tiền cho người ta. Là đời em luôn được phát nguyện theo mấy chục nghìn đồng cho 1.000 đô. Có nghĩa em được thêm được mấy nghìn đồng cho 100 đô chẳng hạn. Và má đó giục em khi em đang đi uống bia ngoài Bùi Viện. Má đó gọi hoài các chị. Má gửi tiền, má gọi hoài như thể người ta nuốt của má tiền. Má gửi về vào thứ sáu, thứ bảy ở Việt Nam. Không biết nó đã trao tiền đến quán bún đậu hay chưa vì em không ở quán bún đậu. Và không có nghĩa là em phải ở quán bún đậu để nhận tiền. Và cũng không có nghĩa rằng việc má gửi 200-300 đô mà tôi phải cầm ngay 200-300 đô đấy đem đi vào miền Trung để gửi từ thiện cho má. Người ta phải có tuần tháng tổng kết tiền và ghi tên các má đầy đủ, không ai ăn ở không, để thông báo từng dòng. Vậy mà má chửi ngay tôi là gì? Mày đi uống bia đi rồi cho chết. Mày cầm mấy trăm đô của tao đi, mày uống bia đi cho chết. Thì nếu là các bác thì các bác sẽ chửi nó không? Em mới vào Facebook xem con đĩ đấy là con đĩ nào. Thì em thấy con đĩ nó đi làm neo. Em bảo này con đĩ, tao đéo biết mày làm neo một ngày mày được bao nhiêu tiền. Mà mày nói giọng mẹ với tao không à? Chưa chắc mày làm neo một ngày bên Mỹ mà mày đã kiếm bằng tiền tao lời một ngày của quán bún đậu đâu. Đừng nghĩ là sống ở Mỹ mày làm neo mày ngồi muốn ngồi lên đầu người khác. Nghề đéo nào cũng kiếm ra tiền và nghề đéo nào cũng sẽ có người giàu và người nghèo. Đéo có nghĩa là mày sống tại đất Mỹ mày ngồi trên đầu người khác được. Và cũng đéo có nghĩa mày ở Việt Nam mày muốn chửi ai mắng mẹ cũng được, nhưng mày phải đúng. Mày gửi người ta tiền là mày đang chậm ngày với người ta ở bên Việt Nam. Người ta ngày thứ bảy 10 giờ đêm, 11 giờ đêm mày gọi mày giục. Mắc mẹ chứ tao phải đi kiểm tra. Nhân viên nhà tao 10 giờ nó về rồi. Người ta còn nghỉ ngơi, ngày mai 6 rưỡi 7 giờ người ta làm việc, cả cái quán người ta chạy công việc. Mình mà em nhắm rất tử tế bảo là Việt Nam đang tối chị ơi, mà thứ bảy nữa em chưa ra tiệm. Để mai đi, đầu giờ chiều em ra tiệm. Thì vậy em nhậu một đêm say là 12 giờ trưa mới dậy à? Thì em cũng nhắn rất tử tế là để mai em ra tiệm với chị. Rồi em hỏi em gái em xin nhận được tiền chưa? Mà cái thái độ nó cứ đùng 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 đùng, nó kêu là thì gọi điện cho em gái xem được chưa, báo cho người ta một tiếng người ta yên tâm. Thì em mới chửi đi, mày em mày, tiền của mày ở đâu nó còn có đó, thịt chó nó có mắm tôm. Đêm hôm bố còn đang đi đít đi bọt, bố đang đi nhậu đi nhẹt, bố đéo trả lời mày đấy. Mẹ mày thần kinh à? Em mới chửi cho nó, bảo em là tao cho mày tiền làm từ thiện mày chửi tao đi. Mày em mày, mày còn phải cảm ơn bố mày cầm tiền dùm mày đi làm dùm mày, tiền xăng xe bố mày đi đấy. Chứ không phải bố mày phải mang ơn mày đâu. Cái người người ta gom tiền từ thiện mà người ta thay mình làm, mình còn phải cảm ơn người ta kìa. Mình đi mình phải bỏ tiền của mình ra tổ sư, thuê xe vé máy bay đi ở, đi lại khách sạn ăn ở mình phải làm. Mình làm dùm thì người có tiền và người có công, đứa nào mà phải góp cả công cả sức. Thế em mới chửi cho em bảo là mày rũ neo một ngày tao đéo biết mày làm bao nhiêu tiền. Nhưng mà chưa chắc là mày đã nhiều tiền hơn bố mày bán bún đậu đâu. Nên là mày bớt cái kiểu mà mẹ mày có mấy cái trăm đô của mày, mày tưởng bố mày nuốt của mày, mày dám chửi bố mày là mày lại mày dùng tiền của tao đi uống bia đi. Mẹ nó vu khống ngay cho mình là cầm tiền của nó đi uống bia. Thì hôm sau ra tiệm ấy, con Nhung nhà em đấy mới nói là ngày hôm qua chỉ có một khoản tiền này, nhưng tiền không tròn tiền, bị trừ lại hình như 10, hình như hơn 100 ngàn gì đó. Cái tiền phí chuyển tiền, đại loại là không vuông số tiền đó. Và người gửi tiền không giống tên cái nick đó. Thì má nội đó ấy, không biết má có phải là người trực tiếp đi gửi tiền không, nhưng cái số mà cái tờ vuông vuông này này của cái ông đến gửi tiền ấy để ký ấy, nó khớp với cái số của má chụp trên cái tờ giấy đi gửi tiền. Thì một là người đi gửi tiền tên là Nụ là Na gì đó, nó không giống với cái tên nick của má là Jennifer. Em mới chửi cho em bảo là làm từ thiện cũng đéo sang. Lần sau mày gửi tiền ấy thì mày để cái phí vận chuyển tiền người gửi trả, chứ đéo phải là người nhận bố mày trả. Bố mày trả xong ấy, rồi bố mày ghi cái tên này này 89 đồng hay là 99 đồng,
là chúng mày kêu bố mày nuốt một đồng của mày. Mày gửi tiền đi, mày ghi con mẹ mày. Còn với cái ông gửi tiền ấy là em trả tiền phí 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 ship tiền. Thế em mới chửi cho, và chúng nó tự vu khống em thành là gì? Người ta đưa tiền từ thiện cho mình chửi. Nếu là các chị có chửi không? 11 giờ đêm các chị đang ngủ với chồng, đang bú cu xù cu xà kha. Các chị đang leo lên đỉnh Phan Xi Păng phạc 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 phạc. Các chị bị nó giục một buổi tối mà gần 10 cuộc gọi điện thoại, các chị có chịu nổi không? Nói chuyện tử tế, nói bảo mình là lấy của nó mấy trăm đồng đi uống uống bia. Đi mẹ mấy trăm đồng mới to quá. Nên là đừng có nghĩ rằng là sống tại đất Mỹ mà đã nhiều tiền bằng dân ở Việt Nam. Người Việt Nam có những người người ta rất giàu. Ở Mỹ cũng có rất nhiều người rất nghèo. Có những người ở Mỹ, Việt kiều tại Mỹ cũng rất nghèo. Có những người ở Mỹ 5, 10 năm còn chưa dám về quê. Vì đi làm chỉ đủ ăn, đủ tiền thuê nhà, còn không đủ tiền để mua được cái nhà tại Mỹ. Đó là chuyện hiển nhiên. Ở đéo đâu cũng có người này người kia mấy chị. Còn thằng nào chăm, chịu làm, chịu cày thì thằng ấy có tiền. Nghề làm neo hay bốc rác hay bán bún đậu hay bán bún mắm hay móc cống hay là móc đít cũng vậy. Phải chăm mới có tiền. Còn đéo chăm thì mẹ mà chạy ăn từng bữa. Tại sao cũng có những người người ta đi làm giúp việc, người ta xong việc chủ nhà người ta chạy đi lau nhà nhà này, chạy đi đi chợ nhà kia, chạy đi đẩy xe nhà nọ nhà trai kia, người ta chịu khó đẩy rác cho nhà kia, người ta được có thêm 30, 50, 100, người ta năng nhặt chặt bị. Cũng có những má đi làm giúp việc nhà người khác ăn lương có hai tận 20 triệu mà shopping suốt ngày, ăn nhậu đánh đề suốt ngày ấy. Thì tiền đâu ra? Tất cả cuộc đời của mình nó đều do mình làm việc cỡ nào mình sẽ hưởng cái gì. Chứ mày tự dưng em chửi người ta là gửi tiền từ thiện cho mình em chửi. Đấy.